Xin chào các cô các chú cùng các anh chị và các bạn. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện Thương Hải, tác giả Phượng Ca. Chuyện sẽ được nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe chuyện. Và rất mong mọi người bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, mời mọi người cùng nghe chuyện. Ninh bất không hờ lạnh một tiếng. Từ trong chỗ tối thong thả đi ra. Hướng mặt về phía lục tiệp. Hai hốc mắt âm hiểm đáng sợ dưới ánh trăng. Làm cho người khác thấy sợ hãi vô cùng. Chỉ nghe ninh bất không lạnh lạnh nói. Trước điện quốc chủ. Quần vô hí ngôn. Ngài nói không tính toán so bì. Cần phải tuân thủ. Trước điện tiến trưởng cười nói. Bất không tiên sinh coi thường tiến trưởng này rồi. Tính cách của á thị ta sao lại không rõ chứ nếu y và lục tiệm thật sự có cái gì y nhất định không lưu lại trên nóc nhà và không lời giải thích với ta hơn nữa chàng thanh niên này thà chết cũng nhất định bảo vệ danh tiết của a thị đủ thấy là một người thủ tín phàm là người thủ tín há lại làm ra việc cầu thả cơ chứ ninh mất không nói rất tốt lục tiệm ngươi lùi lại đi tâm thần của lục tiệm buông lỏng ra mềm nhốn ngã trên mặt đất thì ra lúc đối mặt lúc lấy, lục tiệm quả thực đã hao gần hết tâm lực y hồi nãy chẳng qua chỉ là có bề ngoài khỏe khoắn mà thôi kiều bổn nhất ba đích thân nhất thang lên hóc. hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì đột nhiên chỉ nghe tiếng chân xuống thang bột bột rõ ràng là khẩn trương kiều bổn nhất ba chạm đất tay trái cầm một chiếc hộp vuông tay phải thì cầm một mảnh giấy trắng nói trên nóc nhà không có người chỉ thấy những thứ này lục tiệm cả kinh trong lòng nghĩ a à thị rõ ràng là ở đó tại sao nói không có người y muốn vùng dậy nhưng cảm thấy hai đùi mềm nhũn không để được khí trước điền tiến trường mở nắp chiếc hộp ra nhìn thấy thiên phu la nếm thử một chiếc cười nói đây là hương vị của a thị làm lại cầm mảnh giấy nhìn thần sắc hơi biến đổi hồi lâu mới nói sai điền thắng ra ngươi đọc cho mọi người cùng nghe một tên võ sĩ từ phía sau đón lấy mảnh giấy trắng cao giọng đọc lưỡi đào đã gì áo giáp sắt đã mục nát mười năm vô địch cô đơn nai thán được người đẹp trong lòng vui mừng vĩ chương nhỏ bé không chịu được một kích chịu sự nhờ vả của kim xuyên nghĩ nguyên bắc hải thiên thần tông kính thượng sai điền thắng ra càng đọc thì sắc mặt càng trắng xanh âm thanh cũng run lẩy bẩy trước điền tiến trưởng trao mày nói thiên thần tông này là ai sai Điền thắng gia định thần lại nói thắng gia cũng là nghe truyền ngôn người này hình như không thể coi là người trước điền tiến trưởng lấy làm lạ hỏi không coi là người sai Điền thắng gia nói truyền thuyết sớm nhất về y bắt nguồn từ bắc y thế 15 năm về trước theo truyền thuyết y cầm trường đao giải chín thước toàn thân cuồn cuộn lửa cháy địa ngục đối mặt với tân binh của nhất hướng tông một mình chém chết nghìn người. Từ đó về sau, Bỉ Duệ Sơn và Bổn Nguyên Tử gọi y là Cửu Thước Đao Ma Vương, còn y thì lại tự xưng là Thiên Thần Tông, ý tức là tông trưởng của Thiên Thần. Năm năm sau đó, y lưu lãng ở Bắc Lục và Tây Quốc, chịu sự nhờ vả của các chư hầu. Nhưng không biết tại sao, 10 năm trước y đột nhiên biến mất. Y tại sao lại đối địch với Thiên Thần Tông? Trước điền tiến trưởng lại phạm phải cái bệnh tra cứu đến ngọn ngành. Y mười năm đã không xuất hiện Tại sao hôm nay lại xuất hiện Nếu như Y chịu sự nhờ vả của Kim Xuyên Nghĩa Nguyên Đến nắm sát ta Tại sao lại chỉ bắt đi A Thị mà thôi Sai Điền Thắng Gia nói Cái này thì Thắng Gia cũng không hiểu Chỉ nghe nói Thiên Tờ Tông tập phần hóa sắc Hắn trên giấy có nói được mỹ nhân trong lòng vui mừng Có lẽ là bởi vì Y nói đến đây Thì cổ họng tắc nghẹn Không nói tiếp được có lẽ bởi vì quá gấp gáp không thể chờ đợi được hưởng dụng mỹ nhân phải không? Trước điền tiến trưởng cười lạnh nói Tên cuồng đổ vô chi này cũng không phải không có chỗ tốt Y cho ta biết một tin tức rất quan trọng Đại quân của Nghĩa Nguyên chỉ sợ rằng đang trên đường đến Vĩ Trường Chúng nhân nghe thấy lời này đều cả kinh Xa điền thắng ra thất thành nói Tại sao? Trước điền tiến trưởng nói Lần này thiên thần Tông đến đây trước là do chịu sự nhờ vả của Kim Xuyên để nắm sát ta. Y đã là Ma Vương chém giết nghìn người, tuyệt không có lý do thất thủ cả. Nếu như một khi ta chết, trong nước tất hỗn loạn, Kim Xuyên có thể thừa cơ hội nút gọn vĩ chương. Với tinh cách nóng nảy của Kim Xuyên, tự nhiên là lúc này y đã lên đường hành quân rồi. Nói đến đây, y quát lớn: Ta Kiều Gian, người mang người tăng cường phòng bị biên cảnh, Lâm Thông Thắng, người phát người xuất cảnh do thám thực hư của quân Kim Xuyên. Tháng ra, người tăng cường giới bị trong phủ, triệu tập tất cả gia thần đến đại đường thương nghị quân sự. Các tướng nghe lệnh hỏa tốc xuất phát. Trước điền tiến trưởng trực quay người đi, kia bổn nhất ba vội nói. Quốc chủ, còn công chúa thì sao? Trước điền tiến trưởng lắc đầu than. Không có cách gì, đó là số phận của y. Quốc chủ, thương vệ binh đột nhiên kêu lên lục tiệm là gian tế của thiên thần tông Đức điền tiến trưởng ồ lên một tiếng đưa mắt nhìn y nói ngươi là ai nô tài là đề tả thương vệ binh con trai của đề tả vệ môn thương vệ binh phủ phục trên mặt đất nói quốc chủ ngài nghĩ xem lục tiệm vì sao nhất định canh giữ ở đây không cho chúng ta lên nóc nhà đủ thấy y cấu kết với bọn ngoại địch lừa cho a thị công chúa lên nóc nhà để thiên thần tông dễ dàng bắt lấy công chúa anh ngờ bị nô tài phát hiện do đó ngoan cố chống cự. Hơn nữa, y chỉ là một tên thủ quý, làm sao có thể sử dụng trường đao đối phó với thương pháp vô địch của kiều bổn sư phụ kia chứ? Nhất định là y nương nhờ vào thiên thần tông, học được bản lĩnh từ chỗ của kiều thức đam ma vương. Lục tiệm nghe nói A Thị bị ác nhân bắt cóc, trong tim đã như bị giao cứa, hối hận vô cùng. Y nghĩ, nếu mình không để A Thị một mình lưu lại trên nóc nhà, có lẽ sẽ không phát sinh ra sự việc như thế. Lúc này, lại nghe những lời này của thương vệ binh y càng cảm thấy từng chữ từng chữ như nện vào tim trước điền tiến trưởng trầm ngâm nói thương vệ binh nói có lý lục tiệm người với việc này khó thoát khỏi liên quan người có gì cần biện bạch không lục tiệm trực mở miệng nói đột nhiên cảm thấy một cơn ngứa ngáy kỳ lạ xuyên tim từ trong thiên thi mạch bốc lên nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân trong sát na cảm giác hư không vô lực tuôn ra lục tiệm trận trừng mắt mở to miệng nhưng chỉ phát ra âm thanh ủng ục tắc nghẽn chúng nhân nhìn lục tiệm đều cảm thấy kinh dị ngạc nhiên người nói sao trước điền tiến trường trao mày nhưng chỉ thấy khuôn mặt của lục tiệm như nhuộm máu hai tay bấu chặt ngực miệng thổ ra nước bọt trắng lăn lộn trên mặt đất hiển nhiên là đang chịu nỗi đau đớn vô cùng thương vệ binh cười lạnh nói y không có lời để nói thì giả vờ điên dại quốc chủ phải bắt lấy y tra khảo tàn nhẫn trước điền tiến trưởng vẫn thấy lục tiệm co giật giấy ruộng dáng vẻ thê thảm vô cùng bất giác châu mày nói bất không thiên sinh ngài nói sao ninh bất không thản nhiên nói y tuy là ngoại sinh của ta nhưng vương tử vạm pháp cùng tội như thứ dân bất luận là y có câu kết với thiên thần tông hay không việc này y đều khó thoát khỏi liên can muốn giết muốn lăng trì đều nghe theo ý của ngài. Giết thì không cần. Trước điền tiến trưởng nói. Nhưng giam lại tra khảo thì không thể thiếu. Kiều bổn nhất ba, việc này giao cho ngươi giải quyết. Kiều Bồn nhất ba lớn tiếng tuân lệnh. Đột nhiên nghe Ninh Bất Không nói. Đã xảy ra việc thế này. Trước khi điệt nhi của kẻ hèn này làm sáng tỏ tội trạng, chiến sự với Kim Xuyên. Ninh mẫu lẽ tự nhiên phải né tránh. Trước điền tiến trường liếc nhìn ý một cái, trao mày, hướng về thương vệ binh nói. Người tên là thương vệ binh sao? Người rất cơ linh, bắt đầu từ hôm nay, người làm thị đồng cho ta vậy. Thương vệ binh vừa kinh vừa mừng, nằm phục phục trên mặt đất, dập đầu lại liên tiếp. Trước điền tiến trường cũng không nhìn thêm nhiều, phất tay áo bước đi. Bọn người kia bổn nhất ba nhất tể súng lại, sốc lục tiệm lên, chỉ thấy toàn thân lục tiệm run lẩy bẩy, hoàn toàn không có chút khả năng chống cự lại. Trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc Chợt nghe Ninh Mất Không nói Kiều bổn Huynh Trước khi vào lao Ninh Mỗ muốn đơn độc nói với y vài câu Kiều bổn Nhất Ba nói Cái này không được Trước khi tra cảo không được thông đồng Bịa đặt lời cung Bất không tiên sinh hiểu cho Người không tin con người của Ninh Mỗ sao Ninh Mất Không lạnh lùng nói Nhưng y như vậy Người làm sao có thể tra khảo Kiều bồn nhất ba do dự nói Bất không tiên sinh có thể chữa cho y sao Ninh bất không nói Ta tự nhiên có cách Nhưng lại không thể để các ngươi nhìn thấy Kiều bồn nhất ba nghi ngợi Rồi nói Bất không tiên sinh Nếu như ngài giờ thủ đoạn Cây thương trong tay của kiều bồn sẽ không đáp ứng đâu Nói xong quát chú nhân lùi lại ra xa Ninh bất không đi đến phía trước lục tiệm Cười lạnh nói Khó chịu sao người có biết là do nguyên do gì không lục tiệm không thể mở miệng nói chỉ có trận ngược hai mắt cố gắng lắc đầu đây chính là luật thứ hai trong hữu vô tứ luật của hắc thiên thư hữu tá hữu toàn trong tay lục tiệm như phát tiếng ù ù giọng nói của ninh bất không văng vẳng giống như đến từ ngoài trời lực danh của sự tu luyện hắc thiên thư là kiếp lực đã không giống với thể lực, cũng không giống với nội lực tâm lực. Kiếp lực vô nội, vô ngoại, vô âm, vô dương, cũng chính bởi vì nó vô ngoại vô nội, vô âm vô dương, ngược lại có thể chuyển hóa thành bất kỳ loại thể lực, nội lực, tâm lực nào trong thiên hạ. Kiếp lực luyện thành, thông thường tụ lại ở một nơi nào đó trong cơ thể con người chẳng hạn như kiếp lực của ngươi, tu lại ở hai tay. Do đó, ngươi có được một đôi tay kỳ diệu nhất thế gian. Dùng môi chết, câu cá thắng được đề tà vệ môn. Mới học được châu toán, liền có thể thắng ta. Cho đến làm cho ngươi chỉ trong chốc lát, lĩnh ngộ đao tính của hoa đào, đối địch kiều bồn. Tiếc là kiếp lực dẫu rằng thần diệu, nhưng chỉ có thể dùng ở hai tay dùng ở chỗ khác thì cần phải mượn kiếp lực ở hai tay cũng như ngươi dùng ở hai chân có thể tung người ngoài trượng dùng ở mắt có thể cùng kêu bổn nhất ba đối chọi mắt nhưng lội lực ngoại lực cho đến tâm lực cũng như chân và mắt mượn kiếp lực hai tay của ngươi phàm là có mượn đều phải trả lại nếu mượn không nhiều thì cũng không sao. Nhưng ngươi luyện qua hắc thiên thư, kiếp lực tự sinh tự trưởng, dần dần hoàn lại cho hai tay. Nhưng nếu như mượn quá nhiều, hoàn trả không kịp, tận dẫn phát hắc thiên kiếp. Ngươi không biết luyện thành chân lực như thế nào. Hôm nay dùng nhiều như vậy thì không nói. Còn cung kiều bổn dùng mắt đối chọi với nhau, dùng hết tâm lực, do đó mượn của kiếp lực quá nhiều không có cách gì trả được. Nói đến đây, Ninh Bất Không than: vốn là ngươi gây ra việc như thế này, chết cũng là đáng đời. Nhưng niệm tình ta và ngươi là chủ nô, no, ta tạm thời giải hắc thiên kiếp cho ngươi. Còn như ngươi có thể đào thoát khỏi đại lao của nhà chức điển hay không, đều xem vào tạo hóa của người. Ninh Bất Không nói đến đây. Lục tiệm chỉ cảm thấy một luồng nóng ấm từ đỉnh đầu rót vào. Đau khổ tan biến, hóa thành sự sung sướng vô biên. Bọn người kiều bồn thấy lục tiệm đứng dậy, ào ào tiến lên trước. Kiều bồn nhất ba cười nói, Bất công tiên sinh, hảo bản lĩnh. Y ra lệnh cho bọn võ sĩ trói lấy lục tiệm. Lục tiệm đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lớn giọng nói, Ninh tiên sinh, xin ngài cứu lấy A Thị công chúa chỉ có ngài mới có thể cứu được nàng ta. Ninh bất không thản nhiên không nói. Kiều bồn nhất ba nghiêm giọng nói. Nói bừa. Thiên thần tông là đao ma chém nghìn người. Bất không tiên sinh chỉ là một văn sĩ. Làm sao có thể cứu công chúa ra? Đám võ sĩ vừa đẩy vừa đánh. Lục tiệm chỉ cố gắng kêu lớn. Nhưng Ninh bất không thì không để ý. Quay người lại. Khom lưng. Từ từ biến mất trong bóng tối. địa lao của nhà chức điền lạnh lẽo ẩm thấp mùi thối đâm vào mũi những chỗ bị đánh đấm trên người lục tiệm như bị lửa thiêu đốt chỉ bởi vì sợ thiên thần tông lại xâm phạm võ sĩ trong phủ đều bị điều phối đi canh giữ phủ đệ kiều bổn nhất ba là người đứng đầu của đám võ sĩ tự nhiên phụ trách nhiệm vụ thống lĩnh tạm thời ngừng tra khảo đem giam lục tiệm vào địa lao trước lục tiệm ngồi ngây dại trên mặt đất trong tim bỗng chấp lại lóe qua khuôn mặt tú lệ trắng tuyết của Hạ Thị. Hôm nay ngươi cùng nhảy với ta, nhưng đừng để thua cho cây gai à. Ngươi không có thua cây gai, ngươi thắng nó rồi. Đây là phần thưởng của ngươi đích thân ta làm. Có ngon không? Thật là đồ ngốc. Ta ở cùng với ngươi thì rất là vui. Cho dù có ngồi như thế này, cũng không nói một lời nào. Trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, giống như bay lên vậy không biết làm sao nước mắt của lục tiệm chợt nhiên ứa ra a à thị a à thị lục tiệm dùng đầu đập mạnh vào cột gỗ cửa phòng giam phát ra tiếng kêu trống rỗng nhưng đại lao vẫn yên tĩnh như trước chỉ có tính mịch thê lương ngồi âm văng vẳng truyền lại lục tiệm đập được mười mấy cái hoa mắt chóng mặt dựa vào cửa lao vô lực ngồi xuống ngoác miệng khóc lớn mèo tiếng mèo kêu vừa nhẹ vừa nhỏ từ phía sau người truyền lại lục tiệm cả kinh quay đầu nhìn không kềm được vui mừng nói bác lạp sư môn thân hình trắng tuyết của bác lạp sư môn từ trong bóng tối hiện ra trong miệng ngậm một chùm chìa khóa bác lạp sư môn đột nhiên nhảy lên chui vào phòng giam đưa chìa khóa nhét vào tay lục tiệm lục tiệm chìa khóa trên tay mười ngón tay câu chuyển mở khóa sắt trên tay và chân tiếp đó lại mở cửa phòng giam Bác Lạp Sư Môn đi trước dẫn đường Hai người men theo thông đạo mà ra Chợt nhiên nghe thấy tiếng ngáy ngủ vang lên Nhưng lục tiệm chỉ thấy vài tên võ sĩ Nằm ngang dọc ở cửa thông đạo Đào thương vút bên cạnh Ngủ rất say Bác Lạp Sư Môn Lục tiệm kinh ngạc nói Đây đều là người làm sao Bác Lạp Sư Môn vươn móng ra Đẩy thanh đao trên đất về hướng lục tiệm Người muốn ta dùng đao Lục tiệm mê hoặc nhấc thanh đao lên một người một mèo đi đến cửa thông đạo. Lục tiệm đẩy cửa tròn ra, chỉ thấy sắc trời tối mù u ám. Ánh lửa đằng xa lúc ẩn lúc hiện. Bác Lạp Sư Môn lại kêu một tiếng, nhảy lên một cây đại thụ, quay đầu nhìn lại. Con người xanh lam mờ mờ phát sáng, hệt như hai ngôi sao sáng. Lục tiệm đột nhiên nhớ lại. Lúc đó bác Lạp Sư Môn và A Thị đều lưu lại trên nóc nhà. A Thị bị bắt mất, còn nó thì quay lại. Lục tiệm như tỉnh mộng, nó đưa ta đi cứu A Tị Ý niệm này làm toàn thân lục tiệm bừng nóng. Chỉ thấy con người của bác lạp sư môn sáng bừng. Tốt nhiên tung mình nhảy một cái lên trên tường vây. Lục tiệm dắt trường đao vào bên hông. Triển khai thuật khiêu ma. Nhảy lên đầu tường. Thân hình của bác lạp sư môn như quỷ mị. Di chuyển không một tiếng động. Lục tiệm hơi phục người xuống. Bám sát theo sau. Vụ. Một mũi tên chắc nhọn từ phía sau bắn đến, Lục tiệm vừa phát giác tay đã động Trường đao như lưu tình Đẩy bật mũi tên bài đến Thích khách Tên võ sĩ phát tiễn không trúng kêu to lên Bác lập sư môn đột nhiên lộn lại Chỉ một cái tung mình Nhảy lên trên cổ của lục tiệm Súng điệu, súng điệu Tiếng kêu từ bốn phương tám hướng Luân phiên vang lên Tiếng súng dày đặc như tiếng giang đậu Từ bốn phía vang lên Lục tiệm múa trường đao loang loáng Y cũng không biết thanh đao như thế nào chỉ nghe thấy tiếng choang 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 của đạn chỉ khó mà phân biệt được trước sau theo đau thế của y biến nhanh hai tay của y cảm nhận rõ ràng được quỹ tích khí lưu của mỗi viên đạn trì. trong khoảnh khắc ánh đèn lồng đều đến chiếu sáng đình viện như ban ngày đám võ sĩ tay làm làm súng vây lấy trước tường chỉ thấy một bóng đen lướt nhẹ một cái trên đầu tường liền biến mất vào bóng đêm thăm thẳm lục tiệm toàn lực chạy như bay trên đồng hoang từng cơn mệt nhọc trước đây chưa bao giờ có ập đến Lúc nãy tháo chạy ra khỏi Thanh Châu, mọi khí lực của y gần như tiêu hao hết. Sự trống rỗng quen thuộc từng cơn, từng cơn ập đến. Đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, y ngã quỳ xuống trên mặt đất. Bác Lạp Sư Môn, ta chạy không được rồi. Tiếp tục chạy, sẽ chết mất. Lục tiệm thở dốc, chợt cảm thấy phía sau cổ đau buốt. Y không kiềm được kêu thảm lên một tiếng. Bác Lạp Sư Môn, người cắn ta. Bác Lạp Sư Môn liên thanh gầm gào, tựa hồ lo lắng buồn rầu vô cùng. Bỗng nhiên, trong tim lục tiện hiện ra một hình ảnh tưởng tượng ánh mắt kinh hoàng của A Thị, nằm thẳng cẳng trên bàn cúng màu đỏ. Giọng cười điên cuồng đâm vào tai như tiếng sấm rền, làm cho đầu óc lục tiệm choáng váng. Không biết tại sao. Lục tiệm chợt hiểu ra, A Thị đang ở chỗ nào, đối mặt với việc gì. Y không kềm được, vùng vẫy đứng dậy, dùng đao chống đất, loạn trọng bước đi đi được hai bước chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa như sấm phía đằng sau lục tiệm quay người lại nhìn chỉ thấy bốn người cưỡi ngựa chạy như bay phi đến đi đầu là một người cầm ngang châu thương dầu tóc dựng đứng chính là kiều bổn nhất ba lục tiệm mệt mỏi rã rời khó địch được ngựa chạy bèn dứt khoát đứng yên cầm đào đứng thẳng thật là ngươi kiều bổn nhất ba ghì ngựa lại thần sắc kinh ngạc ngươi làm sao thoát ra khỏi đại lao được Lục tiệm xoay chuyển tâm niệm nhanh chóng Đột nhiên kêu lên Kiều bổn nhất ba Ngài muốn cứu công chúa không Kiều bổn nhất ba cười lạnh nói Nói hoảng Làm sao không muốn cứu Lục tiệm nói Ta đưa ngài đi Kiều bổn nhất ba lấy làm lạ nói Người biết công chúa ở đâu Lục tiệm nói Ta biết Ngài dám đi không Thần sắc của kiều bổn nhất ba hơi biến Đột nhiên ha hả cười lớn rất tốt Ta chính đang muốn gặp thiên thần tông kìa Võ sĩ đi cùng nói Kiều bổn sư phụ Không quay về kiếm người giúp sao Kiều bổn nhất ba cười lạnh nói Người nào giờ đều có thể quay về Ba võ sĩ nhìn nhau một cái Lớn tiếng nói Tình nguyện cùng chết đi theo kiều bổn sư phụ Được Kiều bổn nhất ba quát hỏi Công chúa ở đâu Lục tiệm vui mừng nói Năm mươi dặm hướng đông nam kia bồn nhất ba ha hạ cười lớn. Tên tiểu tử người biết tin tưởng như vậy thật là gian tế rồi. Cho dù ngươi có mai phục, trường thương trong tay của lão tử thì có gì sợ. Hắn giơ tay ra, tóm lục tiệm lên yên ngựa, quất ngựa chạy như bay. Không bao lâu, trong khu rừng dày đặc trước mặt xuất hiện ánh lửa, tiếng đàn sáo cùng với tiếng cười nói của con gái theo gió bay đến. Lục tiệm nói, đến rồi. Trước mặt là một tòa thần xã phế nát Một tên võ sĩ nghi hoặc nói Làm sao lại có người chứ Kệ y là người hay quỷ Kiều bồn nhất ba nói Tiến lên rồi nói Lúc này Ánh trăng thâm tàng Đêm tối như mực Sương mù dày đặc mù mịt dâng lên trên mặt đất Làm cho ánh nến cũng trở lên phiêu diêu Kiều bồn nhất ba cốt ngựa đến trước thần xã Vứt lục tiệm cho thuộc hạ Nghiêm giọng nói Coi chừng y Công chúa không có ở đây thì chặt đầu y. Hắn nghiêng người xuống ngựa, giơ thương lên trước. Trong thần xã, mùi rượu say người, trải gấm chất lụa. Vài nữ tử kiều mị phơi bày ngọc thể, áo lụa che một nửa, da thịt như hiện như ẩn, tay chân cuốn lấy nhau như rắn, dâm mị mùi mẫn, làm cho đám võ sĩ trợn mắt nhìn. Ánh lửa đỏ trước thần khám rực cháy. Một chú ngé con mới sinh, lột ra, bỏ nội tạng, Quét một lớp tương dịch dày nướng trên lửa, phát ra tiếng xì xì. Một người cao lớn ngồi trong khám, mặc dù là ngồi cũng cao bằng một người. Đội mũ đá, mặc áo giáp đá kín kẽ vô cùng, nhìn thoáng qua giống như một bức tượng đá, duy chỉ có hai điểm hồng sau mũ lấp loáng bất định. "A à thị công chúa." Lục Tiệm một miệng kêu lớn, trong đám người duy chỉ có y là không bị những cảnh đó mê hoặc vừa nhìn thì đã thấy a thị một quang của nàng đờ đẫn nằm trên bàn cúng phía trước người mặc áo giáp đá tay chân bày ra bị dây xích trói chặt vào bốn chân bàn mái tóc xõa ra đằng sau giọt nước từ ngọn tóc chảy xuống từng hạt y phục bị dịch thể đỏ máu ngâm ướt đẫm người cao lớn mặc áo giáp đá ha hả cười lớn tiếng cười vang dội mái ngói đều bị chấn động hắn đột nhiên giơ một chiếc đấu to như cái bát bằng vàng múc lấy dịch thể đỏ máu trong một chiếc vại lớn bằng đồng bên cạnh, nghiêng bát đổ nước thấm trên mặt của A Thị. A Thị nhắm chặt hai mắt, phát ra tiếng khóc hình hích. Tóc của mấy tên võ sĩ dựng đứng, rút đao muốn xông lên. Kiều Bồn Nhất Ba quát: Không phải lo lắng, đó chỉ là rượu bồ đào. Kiều Bồn Nhất Ba cao giọng quát: Ngươi là thiên thần tông sao? Ta là người dạy thương thuật của nhà chức điền Kiều Bồn Nhất Ba. Người mặc áo giáp đá cười nói Người đến đây làm gì? Đến xem ta và công chúa nhà ngươi thân mật sao? Sắc diện của Kiều bồn nhất ba đại biến Quát nói Tên cuồng đồ Giơ thẳng thương trực sông ra Hắn chợt thấy ánh sáng nhoáng lên Trong điện hơi có chút gió lướt qua Bộp một tiếng vang lên Mũi thương rơi xuống đất Nửa đoạn cán thương vẫn nắm chặt trong tay Của kiều bồn nhất ba Kiều bồn nhất ba đột nhiên cảm thấy run sợ Y cúi đầu nhìn lại thân thương, lại nhìn sườn trái, đột nhiên cảm thấy cảnh vật trước mắt bỗng dưng lay động. Trong khoảnh khắc, từ cổ cho đến sườn của kiều bồn nhất ba, nửa tấm thân vẫn giữ tư thế đang cúi nhìn, nghiêng nghiêng trượt xuống, máu tươi từ phía trước và sau thân của Y phún mạnh ra ngoài. Kiều bồn sư phụ! Đám võ sĩ thê lương kinh sợ kêu lên. Tay phải của thiên thần tông không biết từ lúc nào đã thêm một thanh oa đao đen dài chín thước. Tay trái nhấc bát vàng, múc lên một bát rượu đỏ hồng, dốc thẳng vào cổ họng. Thống khoái! Rượu vừa vào bụng, yêu quang trong mắt hắn càng tàn bạo. Ha ha ha! Thống khoái! Ba võ sĩ còn lại cầm trường đao, từ bắp chân trở lên, không ngừng chấn động, dần dần run lên như cầy sấy. Leng keng một tiếng, trường đao của một võ sĩ rơi xuống đất, quay người tháo chạy hai võ sĩ phía sau cũng bắt chước như vậy vứt đao tháo chạy lại một đạo lãnh điện lướt qua đại điện ba người đó một trước hai sau chạy được bốn bước đột nhiên từ đầu tới háng chỉnh tề phân thành sáu mảnh các mảnh thân thể giống nhau như là nhảy tót lên trên phía trước hơn một trường mới đổ ập xuống phủ tạng máu me tung tóe khắp nơi trước điện ha 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 thống khoái thiên thần tông lại múc một bát rượu nhìn về phía lục tiệm cười nói Tại sao ngươi không chạy? Tên tiểu tử người nhỏ gàn lớn muốn nhìn ta cùng công chúa các người thân mật sao? Y đặt đại đao ngang lên đầu gối, chậm chậm vút ve khuôn mặt của A Thị. Sắc diện của lục tiệm xanh trắng, cổ họng khô lại. Một luồng khí lạnh lên bên không dứt trong lồng ngực của y, làm cho y gần như không thể thẳng lưng lên được. Nhưng thấy tay của Thiên Thần Tông di chuyển hướng về phía ngực của A Thị, không biết khí lực từ đâu đến, y đột nhiên quát bỏ tay của ngươi ra. Ha ha ha! Thiên thần tông ngừng đầu lên, mắt liêm diêm nhìn lại. Mười năm nay, ngươi là người đầu tiên nói lời này. Ồ, người lần trước nói, hình như là một thành chủ. Khi ta cùng với phu nhân của gã thân mật, gã cũng nói như vậy. Lục tiệm bị đôi mắt yêu tà kia ngưng nhìn, lồng tóc dựng đứng, hai đùi có cảm giác mềm nhũn, lấy hết sức định thần mới nói tên của ngươi là Thiên Thần Tông. Đã là thần tiên thì không nên hành hung tác ác. Thiên Thần Tông cười nói, Lời này không đúng. Ta đã là thần tiên. Vậy thì phạm nhân thiên hạ đều là nô lệ của ta. Không chỉ bọn họ là của ta, mà vàng bạc châu báu, kiểu thề mỹ thiếp của họ đều là của ta. Là một vị thần thì nên vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm. Thần tiên trong lòng của lục tiệm đều là từ trên trái nhìn thấy không ngoài tướng mạo hòa ái của thọ tinh công công và tư dung mỹ lệ của ma cô tiên tử y nghe những lời này cảm thấy không hiểu cho thấy thiên thần tông do trường đao lên hết sức bổ xuống thế chém này đủ để chém thần xã lớn như thế thành hai nữa lúc hạ xuống chỉ là trên đùi con nghé quay kia cắt đi một miếng thịt mỏng như giấy đưa vào trong miệng nhỏ nhẹ nhâm nhi quả tim của lục tiệm như nhảy ra ngoài mắt thấy thiên thần tông luôn luôn vung đao mỗi đao đều là lực đạo nghìn cân lúc hạ xuống thì lại chỉ là cắt một miếng thịt quay mỗi khi gã ăn một miếng thịt quay nhất định uống một bát rượu hồng thiên thần tông tuy rằng không đưa mắt nhìn thẳng lục tiệm nhưng lục tiệm vẫn cảm thấy đao đó lúc nào cũng có thể sẽ bổ xuống mỗi khi cắt một miếng thịt quay giống như hạ thủ trên thân mình kiểu hành hạ này còn hơn là tàn phá thân thể trong chốc lát rượu cạn thấy đáy bê quay đã thấy xương lục tiệm thì gần như kiệt sức thiên thần tông chợt nghiêng tai cười nói lộ cơ người đi lấy đầu của tiến trưởng quay về rồi đưa bọn họ vào đây một nàng diễm cơ đứng dậy đi ra chưa được một lúc đưa vào hai người hắc y bịt mặt hai người đó mỗi người ôm một thi thể mỗi thi thể toàn thân cháy đen tài trần mất hết Thi thể còn lại máu thịt bầy nhảy, trông thấy thảm thương bất nhấn. Thiên thần Tông hử lạnh một tiếng. Đầu tín trưởng đâu? Hai người đó nhất tề quỷ xuống, nghẹn giọng nói. Không hoàn thành sứ mệnh, xin Tông chủ trách phạt. Thiên thần Tông tức giận nói. Trong phủ tín trưởng còn có người ngăn chặn được hổ báo lục xả bọn ngươi ư? Một tên bịt mặt nói. Chúng tôi vốn đã tiềm ẩn đến bên cạnh tín trường sắp rời đắc thủ. Không ngờ hai đạo hỏa quang bay đến nổ tung dữ dội. Hổ báo hai người lập tức tử thương. Chúng tôi không biết tung tích kẻ địch, không dám ở lại lâu, chỉ biết đem thi thể quay về. Thiên thần tông trầm giọng nói. Đặt thi thể xuống. Hai tên bịt mặt đặt thi thể xuống. Thiên thần tông nhìn một lúc, lầm rầm nói. Đây là thần thông hỏa bộ trong Tây Thành Bát Bộ mà còn là một kích tất sát chẳng lẽ là cao thủ từ núi côn lồn đến nói xong trầm mặc một hồi lục tiệm thì cảm thấy trong lòng nặng xuống chẳng trách nào ninh bất không không chịu đến cứu hà thị thì ra là vì bảo vệ tín trường đột nhiên nghe tên bịt mặt đó nói xem ra đầu của tín trường cần phải do tôn chủ đích thân đi lấy thiên thần tông cười lạnh nói Ta chỉ bởi vì tìm được mỹ nhân lại thấy phòng vệ của trước điền lòng lèo mới để cho bốn tên phế vật bọn người đi giết tín trường. Không ngờ rằng hai người chết, hai người lại còn dám quay về. Thân hình của hai tên bịt mặt chấn động, dồn giọng nói, mong tông chủ trách phạt. Thiên thần tông xua tay nói, được rồi, bây giờ chính là lúc cần dùng ngươi. Tạm thời tháo cái mạng nhỏ của bọn ngươi. Đầu của tín trường ngày mai ta đi lấy. Lúc nãy có nằm còn mỗi bày đến Bị ta đập chết bốn con rồi Còn thừa một con Các người giúp ta đánh đi Bây giờ không còn sớm Ta cần cùng các mỹ nhân đi ngủ lấy vui rồi Lại đây, lại đây Lộ cơ, phong cơ Giúp tiểu công chúa cởi y phục Hai nàng diễm cơ hi hí, hí cười dâm mị thoăn thoát bước lên trước Cởi bỏ áo ngoài của A Thị Hai mắt của lục tiệm phun lửa Cho thấy hai tay bịt mặt ướn người đứng lên người bên trái lâu ra một cây quả trượng hình dạng giống như sừng hiêu nói ta là lộc người còn lại thì rũ ra một thanh luyện tử thương đen bóng phát sáng nói ta là xà tên lộc nói hai người bọn ta người muốn chết trong tay ai lời này hắn hỏi cuồng vọng vô cùng lục tiệm bất giác chừng mắt nhìn lại đã không trả lời vậy thì là lộc rồi lộc hăng hắc cười một cái xà lão đệ xin lỗi phải cướp mất niềm vui của ngươi rồi tên xà nhẹ nhọng hư lạnh ngón tay hơi động luyện tử thương thu vào trong tay áo một điểm sáng loáng đến từ đầu quải sừng hưu sắc nhọn đột nhiên lớn lên nhanh chóng trước mặt lục tiệm lỗ rông đen thẳng dưới cương thích có thể nhìn thấy rõ ràng lục tiệm xuất đao chém chúng vào cương thích đào thích vừa tương giao, lục tiệm chợt cảm thấy quải đó là rỗng bất giác đột nhiên cúi thấp xuống binh Khói lửa phun ra, trong không khí bao phủ mùi thuốc súng nhức mũi. Bức tường mục nát của thần xá lộ ra một lỗ hồng lớn. Lộc giác quải hóa ra là một khẩu súng điểu được ngụy trang. Một kích tất sát không trúng, tên lộc đang cảm thấy bối rối, lại nghe một tiếng mèo kêu, cổ tay hắn chợt lạnh. Lộc giác quải giữa không sung xoay chuyển, mang theo một cánh tay gãy rơi xuống đất. Tên lộc kêu lên thảm thương, liền đó ánh đen dâng lên. Ô xà thương của xà lay động. Lục tiệm gạt trường đao lên. Ô xả thương như có linh tính, đột nhiên trầm xuống xoắn lấy trường đao. Mũi thương ngẩng lên, vòng qua trường đao đâm vào lục tiệm. Lục tiệm buông tay bỏ đao, tóm lấy một đoạn chức cầm. lang không tung ra, thương đâm vào chức cầm lại bị xoắn chặt lấy. Lục tiệm tung người lao lên phía trước, tay trái nắm lấy lực rác quả trên mặt đất đâm ra một nhát. Bục một tiếng cắm vào bụng dưới của xà. Giữa cổ họng của xà có tiếng khẳng khặc, cơ mặt nhăn nhúm, trong mắt chứa đầy sắc diện kinh hãi a à, ra trên tay trái của tên lộc có thêm một thanh trường đao tung người bổ xuống lục tiệm vặn eo thẳng lưng ô xà thương dơ thẳng ngăn chặn thế đao hai chân tận lực chống đỡ một đầu đâm vào ngực tên lộc lộc lùi lại ba bước lúc dừng lại đột nhiên thấy đao quang hơn tuyết đao khí xé không vi vụ như tiếng gió nghe qua ở trong rừng khi còn bé cảnh vật trước mắt biến ảo nhanh chóng Thoát thấy trần nhà biến thành sàn nhà Thoát lại thấy sàn nhà biến thành trần nhà Cuối cùng Hắn nghe thấy tiếng lăn đồng lốc của đầu lâu mình trên sàn nhà Trong thần xã Một trận tịch mịch Gió đêm từ lỗ hồng do súng điều kích thùng tràn vào Thê lệ như khóc Giữa gấm lụa rực rỡ Một thiếu niên tắm máu đang đứng thẳng Song đao trong tay đón lấy ánh đuốc Hàn quang trói mắt Một con mèo ba tư ngồi trên đầu vai Còn mắt xanh lam thăm thẳm bắn ra hùng quang hãi nhân Thống khoái, thống khoái. Thiên thần tông cười lớn vỗ tay. Ta sai rồi. Ha ha, lão tử xem người vô số lại nhìn sai người. Toàn thân lục tiệm mềm nhũn, cổ họng giống như có lửa. Gân xanh trên cổ thình thịch đập. Y cũng không biết sao lại có thể nhanh như vậy. Chỉ biết nếu có chút trần trừ, liền sẽ bị mất mạng. Lần này là lần đầu tiên y giết người. Nhưng không giết người, người ta sẽ giết mình sống chết chỉ ở trong nháy mắt. Chỉ quá năng cải, thiện mạc đại yên. Thiên thần tông cười vút ve trường đao trên đầu gối. Đao này dài chín thước năm phân, nặng 346 cân. Sống đao rèn bằng hắc thiết, mũi đao rèn bằng tinh cương, độ người vô số, tên là từ hàng. Tiệm đào khách, người nhớ rõ chưa? Nhớ rồi. Lục tiệm gật đầu nói. Người thả Thị ra Hai bên cùng dừng tay Không phải càng tốt hơn sao Dừng tay Thiên thần tông cao giọng cười lớn Đa quang của từ hàng rực sáng mạnh mẽ Chiếu sáng đại điện Lưỡi đao còn chưa xuất Đao khí đã tiết ra Tiếng vải rách vang lên Gấm lụa trong đại điện vô cớ mà rách Đao trong tay của lục tiệm nặng chiếu Trong lòng càng nặng chiếu hơn Mệt mỏi như nước chiều cuồn cuộn sông đến Hận là không được ngủ ngay lúc này duy chỉ có song thủ vẫn còn chi giác cảm nhận được đau khí của từ hàng đao phân biệt được đường đi của nó thiên thần tông không còn ngồi đấy nữa đao thứ nhất vùng ra hắn đã ở trên cao ba trượng hắn là đao khách vô địch tinh luyện xét đoán kẻ địch biết rõ gặp phải khoái đao như vậy tuyệt không thể ngồi mà có thể thắng được lục tiệm liên tiếp lùi ba bước chỉ ba bước này một đao tinh chuẩn từng ly từng tí của thiên thần tông chỉ chém chúng vào trước chân của lục tiệm hai phân. Đao khí bài không, như kẽ nức hơn 10 trượng trên không, như dòng rắn bò ngoằn ngoèo, thông suốt cả tòa thần xã. Y sam của lục tiệm rách hết, đao trái đã xuất ra thăm dò, tiếp xúc vào từ hàng. Trong chớp mắt, trong lòng lục tiệm thông suốt, đột nhiên tung người nhảy cao lên, quát lớn một tiếng, đao phải hết sức chém xuống, bổ chúng vào nơi dưới chui từ hàng bốn thước bảy phân 8 ly 3 hào. Từ hàng đao là oa đao, nhưng lấy oa đao mà nói thì quá dài quá nặng. Tuy rằng có thần lực của thiên thần tông giá ngự, bản thân thì lại khó chịu nổi huy động như vậy. Nơi lưỡi đao của lục tiệm hướng vào chính là nơi thần lực của thiên thần tông tụ lại, là nơi giòn nhất, yếu nhất của từ hàng đao. Bốn thước bảy phân tám ly ba hào. Từ hàng đao gãy, thiên thần tông rơi xuống đất ầm ầm một tiếng thạch giáp hơn một trăm cân làm hai chân của hắn lún sâu song đao của lực tiệm luân truyền tà đao thăm dò hư thật hữu đao gọt đâm vào các cái hở như một trâu lướt qua các cái hở trên thạch giáp trong chớp mắt một trận khoái đao đã xử xong lục tiệm nhảy lên hơn trượng lên phía trước người của a thị thở dốc một hơi quay đầu nhìn thiên thần tông vẫn đứng lặng yên như cũ giống như là bất động ở đó Xoạch một miếng thạch giáp rơi xuống trong nháy mắt thạch giáp toàn thân thiên thần tông như mưa rơi bắp thịt như con rồng nhỏ tung hoành trên tấm lưng trần nắng hoàn toàn không có vết máu không làm thương được y lục tiệm trợn mắt líu lưỡi thiên thần tông rung người các mảnh đá vụn trên người lần lượt rơi xuống hắn chậm chậm cởi đầu khôi xuống quay đầu lại lục tiệm lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của quái vật này mũi thẳng miệng vuông mắt nhỏ mày dài mà thậm chí là anh Tuấn. Chỉ là hai mắt sợi máu dài đặc, hung hãn tăng lên bội phần. dáng người của hắn ca bội phần, dâu dài dũng mãnh giữa các bắp thịt thồng như chứa đầy tinh lực vô cùng. Thống khoái! Song mục của thiên thần tông hơi nhắm lại. Hồng quang càng trói lọi. Mười năm nay, ngươi là người đầu tiên bước ta lên không, rồi lại từ trên không bước ngược xuống mặt đất. Lục tiệm song đao chống đất, thở dốc như trâu, tuyệt vọng đã làm cho y nói không thành lời người có biết vì sao ta cần mặc thạch giáp nghìn cân dùng đao nặng giải chín thước không thiên tần đông hơi chút chê cười chỉ bởi vì chỉ có thạch giáp trường đao này mới có thể hạn chế thần lực của ta thần lực bị hạn chế sát lực chi tâm của ta mới có thể bình tĩnh hắn tay không tức sắt lớn bước tiến lại tiểu tử người có thể lấy là tự hào giọng nói của thiên thần tông như băng trì hàn tiễn người làm cho thần ma của bắc y thế tỉnh lại rồi lần đó tả chém giết nghìn người lục tiềm thấp giọng quát tung người xuất đao y dốc hết sức xuất đao tốc độ đao vẫn như cũ mà thiên thần tông thì lại nhanh hơn gấp vài lần hai ngón tay tà thù kẹp chặt lấy hữu đao hữu thù nắm lấy tả đao leng kèng bất tuyệt tả đao vỡ vụt hữu đao gãy hơn thất một luồng lực lớn từ song thủ của thiên thần tông tuôn đến rắc hai tiếng hai cánh tay sắt khuỷu tay của lục tiệm bị bẻ gãy phát ra tiếng hừ thê lương người sẽ chết rất dễ chịu thiên thần tông giữ tợn cười nói trước tiên ta bẻ gãy tứ chi của ngươi treo lên cột nhà để cho ngươi tận mắt nhìn ta thao túng nàng tiểu công chúa này như thế nào sau đó lại nghiền vụn ngươi vứt vào khe núi cho chó ăn Lục tiệm! Thanh âm của Á Thị nhẹ đến nỗi không thể nghe thấy. Trong lòng Lục Tiềm lại giống như chìm vào đáy cốc nghìn tầng. Cảm nhận được nước mắt của Á Thị rơi xuống trên mu bàn tay Y. xương cốt bàn tay đã gãy rồi, nhưng trì giác của da thịt vẫn còn. Trong sắt na, một cảm giác buồn bã thê lương sông lên trong lòng Y. Thiên Thần Tông khoa bước chân tới một bước, Lục tiệm bất giác nhắm chặt mắt lại như thị ngã văn nhất thời phạt tại xá vệ quốc chi thu hạ cấp cô độc viên giữ đại bị khâu chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân cầu không biết từ lúc nào bên ngoài điện truyền lại tiếng tụng kinh văng vẳng lại không phải là oa ngữ mà là hoa ngữ lục tiệm không nhịn được mở mắt nhìn chỉ thấy chân của thiên thần tông như bị đóng đinh vậy chết mặt lộ ra thần khí chi nộ Nhĩ thì thế tôn thực trì chữ y chỉ bát, nhập xá về đại thành. Khất thực vô kỳ thành trung, thứ đệ khất dĩ, hoan trí bổn xứ, phan thức cật, thu y bát, tầy túc dĩ. Tiếng tụng kinh đó liền miên vàng vọng đến. Thiên thần tông lần đầu tiên lộ ra thần sắc bực bội, đột nhiên quát lớn. Rửa chân, rửa chân, rửa cái chân thối của mẹ ngươi chửi lại cũng bằng hoa ngữ thổ lỗ. Lục tiệm nghe vậy cả kinh, Chợt thấy thiên thần tông cầm lên một đoạn đao gãy, ném vù ra ngoài cửa. Tiếng tụng kinh bên ngoài cửa vẫn không ngừng. Phu tọa, nhi tọa. Thiên thần tông phẫn nộ nói, ngồi cái con mẹ ngươi, ngư hòa tượng, ngươi có giỏi thì cút vào đây. Thì trưởng lão tu bồ đề, tại đại chúng trung tức tòng khởi tọa, thiên đàn hữu kiên, tà tất chứ địa. Theo tiếng niệm kinh, một vị lão tăng lông mày bạc, mặc trường bảo xám, tà thù dựng thẳng. Hai ngón tay hữu thù kẹp lấy một đoạn đao gãy, bước đi thong thả phiêu diêu tiến vào. Tà tất chứ địa, ha ha, chiều theo à? Thiên thần tông cười nói, Già già chính là Phật, ngư hòa thượng. Người thấy ra ra tại sao không quỷ chân trái xuống Dung diện của ngư hòa thượng đó thiểu não Nghe nói vậy Lông mi trắng hơi nhíu Đạm nhiên nói Đại ngôn vô kỳ Không chi sở vị Bất năng à bất năng Ngươi chẳng qua chỉ là một con bọ chết Trên người của Phật mà thôi Thiết thần tông cười lạnh nói Ai bất năng Lão tử gọi là thiên thần tông là trường của thiên thần, là tông của vạn Phật. Mười năm nay người bức lão tử hảo khổ, tối nay khó lắm mới có chút niềm vui. Người lại đến làm hỏng việc tốt của ta. Bất nặng hơn mười năm nay, người gian dâm vô đạo, giết người vô số. Ngư Hòa Thượng than dài nói, Từ cầu như tổ sư, hòa sinh đại sĩ trở đi, trong chúng ta chưa từng xuất hiện yêu nghiệt như vậy. Nếu không thể độ ngươi vô giam địa ngục, ngươi hòa thượng cũng không có cách gì giải thoát. Muốn giết lão tử? <laughs> sợ rằng có chỗ khó đây. Thiên thần tông cười nói. Hai năm gần đây, đại kim thần lực của lão tử đã có đại thành. Lực khiêng kiều đỉnh siêu vượt tạm giới. Bộ xương giả ngươi sợ rằng đã nứt gãy rồi. Ngư hòa thượng than nói Nếu ngươi thật sự đại thành Hà tất phải mặc thạch giáp Sự trọng đao Đại năng trong thân thể Rõ ràng là có thể phát Mà không thể thu lại được Có thể thi triển Mà không thể dừng lại được Nhiều lắm Chỉ là nhất hợp sinh tướng Hà huống Phật môn thiện về Pháp Vô tướng vô Pháp Vô hữu vô trì ở đâu mà có cách nói đại thành? Thiên thần tông cười lạnh nói, Ngư hòa thượng, ngươi thì miệng lưỡi lợi hại. Năm xưa vạn quy tàng, không phải bị y ba lần bốn lượt đuổi đến đông danh làm con rùa rút đầu. Ở bỉ duệ sơn, ngươi dùng tuyết vô tướng vô pháp, vô ngã vô Phật ba ngày đêm, biện chiết với nghìn tăng, làm hơn nghìn oa tăng của nhất hướng tông, Trần tông, nhật liên tông đốn dưới đầu lưỡi, kết quả thì sao? Cũng không phải là bị đám hỏa thượng đông doanh, gọi là kẻ trong mắt không có Phật tổ. Phật địch, hạ lệnh cho tín đồ trong thiên hạ truy sát. Hừm, lão tử thì không theo cách đó. Miệng lưỡi có lợi hại đi nữa, cũng chỉ là không. Đào chém đầu thì lại là thật. Biện chết nghìn tăng thì là cái gì? Ở Bắc Y Thế, lão tử chém nghìn người, giết đến nỗi mau chảy thành sông. Từ đó về sau, Phật môn đông doanh nghe tiếng mà khiếp sợ. Nếu không phải người gây khó khăn khắp nơi, Lão Tử đã sớm lên thẳng bỉ Duệ Sơn, chém giết gà chó cũng không tha rồi. Tội lỗi, tội lỗi. Ngư Hòa Thượng than nói, bất năng, ngươi nhập ma quá sâu. Thiên Thần Tông cười nói, Hê, không phải ngươi thường nói vô pháp bất phá, tất cả thiện pháp đều có cơ sở. Phật pháp, ma pháp, lại có gì phân biệt chứ? So với cách tiến hành Phật pháp như người tiến hành đến mức này, còn không bằng hành ma pháp. Giết người phóng hỏa cướp mỹ nhân, hám cách giảng khoái trước mắt. Ha ha, mà nói ra, lão từ đây cũng gọi là vô pháp. Như lại nói pháp, gọi là vô pháp vô tướng. Lão từ cũng nói pháp, gọi là vô pháp vô thiên ông nội của hắn. Ta và Như Lai coi ra cũng là khác đường mà cùng một mục đích rồi. Phật có đạo, mà cũng có đạo. Đạo đặt đến vô cực thì vốn không có so lè. Ngư Hòa Thượng Than nói, Do đó, Phật có thể phá, mà Pháp cũng có thể phá. Phật có thuyết vô tướng mà cũng có biến hóa vô cùng. Sự khác biệt giữa Phật và ma chỉ ở ý niệm lúc ban đầu. Ngày đó, Thế Tôn mắt thấy chúng sinh trải qua sinh lão bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ uẩn, tạo thành các lạo khổ trạch, tâm liên mẫn trì, khổ cầu diệu đế vô thượng, giải thoát khổ nạn cho chúng sinh do đó dưới cây bồ đề trải qua trăm nghìn ma kiếp kiến tạo ra pháp mà cổ kim chưa từng có ý niệm ban đầu của phật là ở chúng sinh còn ngươi thì không phải vậy bởi vì ham muốn riêng của mình đẩy chúng sinh vào nơi nước lửa do đó ý niệm ban đầu của ngươi là ở ta chỉ cần một ý niệm đó đã nhập vào vạn kiếp bất phục rồi thiên thần tông phì một tiếng nói người giỏi như vậy tại sao còn thua cho vạn quy tàng Ý cũng vì ham muốn bản thân giết người như cỏ coi hay không coi là ma đạo cao một thước ma cao một trượng đại kim quang thần lực của lão tại sao không phá được chu lưu lục hư công của y ngư hòa thượng nói đã là vô pháp bất phá phá hay không phá chỉ trong sát nà pháp của hòa thượng vẫn chưa đạt đến cảnh giới không minh việc giác bị vạn quy tạng phá cũng là điều tự nhiên nếu như hôm nay vẫn còn hoa sinh đại sĩ vạn quy tàng há có thể tung hoành thiên hạ thiên thần tông ha hả, hả cười lớn nói nửa ngày vẫn là kẻ mạnh làm vương Chúng ta vẫn là phần cao thấp Trên nắm quyền cho rồi Nói xong một quyền vung ra Quyền này hoàn toàn không nhanh chóng Ngược lại rất chậm Lục tiệm gần như sinh ra ảo giác Theo nắm đấm to lớn của y dịch chuyển Thời gian lại cũng biến thành thong thả Ngư hòa thượng ngưng trọng tần sắc Cũng chậm chậm tống ra một quyền Hai nắm quyền đầu Một nắm gầy nhỏ khô đét Một nắm to lớn đầy đạn đụng vào nhau thần xá to lớn đột nhiên chấn động bụi ngói trên nhà xào xạc rơi xuống trong lòng lục tiệm giống như bị một tảng đá lớn đè xuống gần như không thể thở được hai người không hề nhúc nhích chậm chậm thu quyền một quyền khác lại thong thả xuất ra hai quyền chưa chạm vào nhau trong đường như gió bão cuốn đến mái ngói nhảy vọt thành tiếng lách cách đám diễm cơ sắc diện kinh hãi lần lượt tránh đến bên tường lục tiệm bỗng nhiên hiểu ra chợt gắng gượng che chắn phía trước a thị hai tay của y đã gãy không còn sức chống đỡ đè lên người của a thị a thị hừ nhẹ một tiếng lục tiệm thấy nước mắt của nàng cuộn chảy bất giác lúng túng nói xin lỗi lời nói còn chưa dứt mái ngói đã rơi xuống như mưa đánh vào đầu cổ sau lưng của lục tiệm lục tiệm đau đớn không chịu nổi liên tiếp kêu thảm Lục tiệm Nước mắt của Á Thị cuối cùng chảy xuống Người cứ mặc kệ ta Mau chạy á Nàng chịu đựng sự hành hạ sợ hãi Thành âm vô cùng yếu nhẹ Lục tiệm nếu không phải cùng nàng đối mặt với nhau Cũng khó mà nghe thấy Y lập tức nhịn đau Cười nói Không phải lo lắng Ta nhất định cứu người ra Chợt nghe thiên thần tông hừ một tiếng Lùi lại sau một bước Lục tiệm và A Thị thấy tình hình như vậy đều vui mừng. Hòa thượng đã nói qua. Ngư hòa thượng bước lên một bước. Người có thể phát nhưng không thể thu. Có thể thi triển nhưng không thể dừng lại. Thương địch tám ngàn, tự thương mình một vạn. Cuối cùng khó tiến vào cảnh giới thần diệu. Ngư hòa thượng nói một câu, tống ra một quyền. Còn thiên thần tông lùi một bước 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 lùi về sau, đã gần đến góc tường. Đột nhiên y vươn cánh tay dài ra sau, tóm lấy phong cơ, cười hí hí nói. Các nàng này ra thịt non nà tư vị tuyệt vời, sư đồ chúng ta tự nhiên có phúc cùng hưởng. Vừa nói, vừa đẩy phong cơ về phía ngư hòa thượng. Đại kim cang thần lực trí cương, cơ thể trần chuồng máu thịt giữa luồng lực đó, so với con kiến chẳng khác gì. Ngư hòa thượng nhanh nhẹn thu kình lực lại biến quyền thành trào, tiếp lấy phong cơ. Nhưng cảm thấy kinh lực to lớn ập đến, nhất thời lùi lại một bước. Nhìn lại phong cơ xương sườn đã bị gãy, miệng chảy máu tươi, đã bị thiên thần tông mượn thế chấn chết. Ông không kiềm được, miệng niệm Phật hiệu, lộ ra thần sắc bì phấn. Thiên thần tông ha hả cười lớn, quay lại người tóm lấy lộ cơ, cười nói. Mỹ nhân này hai chân xoe tròn thon thả, trên giường kỳ diệu không thể nói thành lời. Cũng mong sư phụ vui lòng thu nhận. Nói xong đột nhiên ném ra. Ngư hòa thượng không thể né tránh, chỉ còn biết tiếp lấy lộ cơ. Nhưng thiên thần tông đã rót một luồng lực lớn vào thân thể lộ cơ. Ngư hòa thượng đón lấy người, liền chịu sự va đục lớn. Lúc cúi đầu nhìn, khóe miệng lộ cơ tràn đầy máu tươi. Hương tiêu ngọc vẫn, lông mi trắng bất giác dựng đứng. Ông nghiêm giọng quát. Nghiệp trướng vô sĩ Thiên thần tông ngoắc tay lại Tóm lấy một nữ nhân Cười nói Nữ nhân này mỹ lệ sinh động Mỹ thái thiên nhiên À à cũng là vưu vật hiếm có Vùng tay ném về phía ngư hòa thượng Nhất thời hắn đem các nữ nhân làm binh khí Mượn vật truyền công Dùng đại kim cang thần công Công kích ngư hòa thượng Ngư hòa thượng lo lắng ăn nguy của các nữ nhân Không dám vật công kháng cự liên tiếp bị công kích. Chỉ thấy cổ họng phát ngọt, xa vàng trước mắt bay loạn xạ. Đám cơ nữ vốn là bị thiên thần tông bắt về, sống trong cảnh dâm giật lâu ngày, ý chí và lòng can đảm đã mất. Lúc này kinh hãi đến ngây dại, dựa vào bên tường như con dê đợi mổ thịt run lời bẩy. Lục tiệm thấy vậy trong lòng sốt ruột, rồng hoa ngữ kêu. Các người mau chạy à! Đám nữ tử tuy rằng nghe thấy, nhưng hai chân không ngừng run lời bẩy, Thiên Thần Tông xuất thủ như điện, ném một người, giết một người. Trong khoảnh khắc, sáu nàng cơ nữ đã mất mạng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lục tiệm, A à Thị, mặt lộ nụ cười dữ tợn, tùng thần lướt đến. Đột nhiên thân ảnh lai động, ngư hòa thượng miệng ngậm máu tươi, chặn ở phía trước. Hai người nhất tề quát một tiếng, bốn quyền tương giao. Ngư hòa thượng bộp, 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 lùi lại sau ba bước. Sư phụ thừa nhận rồi. Thiên thần tông giữ tợn cười điên cuồng, một quyền đánh trúng vào ngực ngư hòa thượng. Hắn chợt cảm thấy quyền này đánh trúng người, nhưng không có vẻ xương cốt nát vụt. Ngực ngư hòa thượng lại sinh ra lực dính vô cùng lớn, dính chặt lấy quyền đầu của y. Một luồng lực nóng thuận theo cánh tay nhanh chóng tuôn vào người hắn. Những nơi luồng nhiệt đi đến, cân mạch của thiên thần tông càng cứng đào đớn, không thể để được khí lực. Hắn bất giác kinh hái biến sắc đây là đoạn sinh nhập diệt vạn tượng câu không dĩ ngã thứ khu hóa bì hồng liên ngư hòa thượng than dài nói bất năng người chắc cũng nghe qua hồng liên hóa thân đoạn diệt đại pháp thiên thần tông tức giận nói hòa thượng chết tiệt người muốn cùng ta đồng quy ư tận thiện tài thiện tài Ngư hòa thượng than dài một tiếng Giữa hai hàng lông mày trở thiện ra vẻ thê lương Một thân công phu của người Từ ta mà có Tội nghiệt của người Cũng là do ta mà nên Hôm nay Ta người Sư đồ đồng quý ư tận Thiên ý ngời sáng Chính là lẽ tất nhiên Thì ra Ngư hòa thượng bị thiên thần tông dùng cơ nữ làm binh khí Liên tiếp tổn hại nặng nề trong lòng biết không có cách gì đối kháng với tên dợ này lập tức không chút do dự thi triển hồng liên hóa thân đoạn diệt đại pháp đem máu thịt toàn thân hóa thành vô chủ đại năng rót vào trong cơ thể của thiên thần tông ngư hòa thượng cố nhiên khó tránh khỏi máu thịt hóa tận khô cạn mà chết thiên thần tông cũng tất bị quái lực tuyệt thế đó xung phá kinh mạch toàn thân cùng ngư hòa thượng đồng quy ư tận chợt nghe thiên thần tông xì một tiếng nói tử hòa thượng lão nghĩ hay vậy đột nhiên quát lớn một tiếng cố gắng bước ra một bước ngư hòa thượng thân thể thương tồn lại thi triển đại pháp má bộ lại bị kéo đi thiên thần tông người cao tay dài vừa vươn tay đã ấn chặt hậu tâm của lục tiệm nghiêm giọng nói từ hòa thượng người không triệt công lão tử một trường trấn tử bọn chúng lông mày trắng của ngư hòa thượng trao lại lục tiệm lúc này phục phục trên người a thị nếu thiên thần tông vứt bỏ tính mạng không cần thổ kinh lực ra đời nam nữ trẻ tuổi này tất nhiên sẽ mất mạng nhưng nếu bỏ qua tên dợ này như vậy cố nhiên thả hổ về rừng bản thân ba người cũng tuyệt không may mắn gì ngưu hòa thượng bất giác khó xử vô cùng thiên thần tông thì cảm thấy khí lực dần dần suy yếu trong lòng biết nếu tiếp tục kéo dài tất chết không sai trong lòng nghĩ lão tử trước tiên chấn tử chết con trai này ngư hòa thượng tử bi vi hóa tự nhiên trong lòng mềm ra liền có cơ hội để thừa dịp hắn từng là đệ tử của ngư hòa thượng biết rõ tính tình của lão kế sách đã định chính lúc đang định thổ kình chợt cảm thấy nặng chiếu thêm một vật lông mượt mà trên đỉnh đầu y còn chưa kịp định thần mắt trái đã đau nhói thấu tim bất giác kêu thảm bác lập du môn lục tiệm cả kinh kêu lên nhưng thấy con mẹ ba tư đó nằm phục phục trên đỉnh đầu của thiên thần tông móng trước đẫm máu nắm lấy một nhãn cầu thì ra một chảo này của nó đã móc mắt trái của thiên thần tông ra